Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay đã là ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán rồi ha mọi người. Mình xin kính chúc tất cả mọi người đang xem kênh của mình này, những cô chú anh chị đã đăng ký ủng hộ kênh của mình trong năm vừa qua có một sức khỏe thật là dồi dào này, làm ăn thì phát tài ha, công việc thuận lợi, những dự định tương lai của mọi người sẽ thuận lợi và thành công ha. Thì quay trở lại với video này, mình sẽ cập nhật lại tình hình những cái cây hoa giấy và những cây hoa mai ở vườn nhà mình ha. Thì trước mặt mọi người đây là một cây mai cúc thọ hương nha mọi người. Đây là cây mai cúc ghép ha. Đó, không phải là mai rin đâu mọi người. Cây này thì mình không có mua ha. Cây này thì mình chăm sóc cũng 2-3 năm nay rồi. Đây, mình sẽ xuống phần chất trồng cho mọi người coi này. Đó, chất trồng ở đây thì mình dùng 50% là đất ha. 50% còn lại sơ dừa, trầu sống, phân trùng hoai mục và cát ha mọi người. Và năm ngoái mình cũng đã lên video hướng dẫn mọi người cách chăm sóc cái cây mai cúc thọ hương ghép sau Tết rồi ha. Anh chị cô chú nào quan tâm thì có thể vô kênh của mình xem lại ha. Đó, đến đây mọi người thấy mình chăm sóc này. Đó, nụ trùm 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 luôn ha. Cây nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nụ rất là đẹp mọi người. Bông nó trùm trùm luôn này mọi người. Đó, rất là đẹp ha. Đến đây mùng 2 Tết nó đã rực rỡ rồi. Đó, đây là cây mai mini ha. Qua bên đây là một cây mai lớn hơn này mọi người. Cũng là cúc thọ hương ghép mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Nó trùm trùm cục cục như trái banh luôn đó mọi người. À, cái cây này thì năm ngoái mình có lên video rồi này. Đó, lên video và hướng dẫn mọi người cách chăm sóc rồi ha. À, mọi người có thể vô kênh xem lại. Mình cũng không phải nhà vườn đâu mọi người. Mình chơi rồi mình học hỏi kinh nghiệm của những anh chị nhà vườn thôi. Đó, mình áp dụng trên vườn của mình được một cây như thế này ha. Đó, chất trồng đây mọi người. Chất trồng cũng 50% là đất ha. 50% còn lại sơ dừa, trầu sống và phân chuồng hoai mục này. Đó, cây này thì mình không có đặt mua trên mạng rồi nha mọi người. Mình đặt mua thì cách đây cũng 3-4 năm rồi ha. Cây này rất là lâu rồi. Đó, mình nuôi cái chột ghép nó liền luôn mọi người. Đó, hồi mình mua thì chất trồng của nó là sơ dừa với trầu sống với cát thôi ha. Đó, về mình đổi thành chất trồng của mình 50% là đất, 50% còn lại sơ dừa, trầu sống, phân chuồng hoai mục và cát ha. Thì nó cũng có bị rụng một số nụ đây mọi người. Thì mọi người nhìn cái cây như thế này thì đương nhiên nó phải rụng rồi mọi người. Đến ngày hôm nay thì nó trùng trùng cục cục luôn rồi mọi người. Đó, cây thì nó không đủ sức nuôi hết thì nó phải xả bớt thôi. Đây là rụng sinh lý ha, rất là bình thường nha mọi người. Nhưng mà nhìn chung mình làm rất là đạt này, mọi người nhìn đây. Đó, mai cúc thọ hương ghép ha. Ghép ở đây là gốc mai vàng luôn nha mọi người, không có ghép gốc tứ quý ha. Đó, gốc mai vàng cũng được, tứ quý cũng được ha. Không nhất thiết là cứ phải tứ quý mọi người. Ghép mai vàng mà mọi người chăm sóc hợp lý ok thì nó được như vậy thôi, cũng đâu có thua tứ quý mọi người. Đó, rất là đẹp ha. Trong thời gian chơi bông thì mọi người tưới humic cho nó nha. Đó, để cho cây nó có sức nuôi bông. Và trước đó thì bổ sung cho mình 2 đợt bo ha, siêu bo á mọi người, đừng có bổ sung canxi bo ha. Thì mình tham khảo những anh chị nhà vườn trồng mai lớn á, người ta nói là trong canxi bo á, nó có cái thành phần canxi ha, nó sẽ gây tắc cái nụ mọi người. Thì qua Tết thì mình cũng sẽ lên video hướng dẫn mọi người chăm sóc cây này. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đó, bên đây là một cây mini nữa này mọi người. Đó, cây này thì mình mua từ năm ngoái rồi ha. Mình nuôi nó cũng đang lớn đây này, chất trồng đây này. Chất trồng đặc trưng của vườn mình ha. Anh chị nào mà theo dõi kênh của mình thì sẽ biết này. Đất đỏ đó mọi người, 50% đất ha. 50% còn lại sơ dừa, trầu sống, phân trùng hoai mục và cát. Đó, mình sử dụng cái chất trồng gần gần như hoa giấy luôn mọi người. Cây ra bông trùm trùm cục cục luôn ha. Rất là đã luôn nha mọi người. Nụ này nó chẳng chẳng luôn ha. Rồi, quay trở lại với hoa giấy thì chúng ta cùng đến với cây đầu tiên. Đó là cây cẩm thạch tím siêu bông này. Đó, đến nay nó đã quá là ok luôn mọi người. Quá đẹp ha. Sakura Blycan này mọi người. Đó, bên đây là cây mai tàn trồng đất. Cây này thì nó rộ từ 23 đến giờ luôn mọi người. Và trên cây vẫn đang còn bông này. Rất là nhiều ha. Đó, cây này mình trồng đất này. Rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ thì mình cùng xuống phía dưới kia ha, xem những cây hoa giấy ở vườn nhà mình đến nay nó rực rỡ như thế nào rồi. Đây là một cây mai Việt Nam mọi người. Đây gọi là vàng chanh ha. Đó, cả nhà thấy nhà mình làm này, cục 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 luôn ha. Rất là đã luôn nha mọi người. Đó, cả nhà cố gắng theo dõi kênh của mình ha. Sang năm thì chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau làm được những cái siêu phẩm hoa giấy như vậy ha. Đó, toàn là bông không mọi người. Đây là vạn hoa lầu ha. Cả nhà thấy mình làm không? Toàn là bông thôi. Đó, rất là đẹp nha. Những cây siêu phẩm ở vườn nhà mình đó mọi người. Đó, rất là đẹp này. Qua phía bên xa xa đây cũng là một cây. Cái này là cây sắc pháo ha. Đó, rực rỡ luôn mọi người. Không thấy lá ở trên cây luôn ha. Rồi, mình cùng qua phía bên trên này.
Bên trên này là gồm những cây hoa giấy giống mới này, mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Và cả nhà lưu ý nha, những cái cây mà mình quay cho mọi người xem ở đây á, đều là những cái cây mà mình đã lên video hướng dẫn mọi người rồi thì mình mới quay lên ha. 50% là đất ha, 50% còn lại sơ dừa, chậu sống và phân chuồng khoai mục này. Không có nhà vườn nào mà đi đào cái chất trồng như mình vậy đâu mọi người. Tốn lắm ha, và ship đi rất là nặng mọi người. Mọi người nhìn cái bộ rễ này, rất là chắc khỏe ha. Đây là cây đuôi chồn đuôi cáo này. Cây này mình lên video khá là nhiều rồi, phải mười mấy video về nó rồi ha. Bởi vì anh chị rất thích cái cây này của mình cho nên mình cứ lên đi lên lại cho mọi người xem rồi đó. Cục 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 này, cùng qua bên đây. Cây bên đây là cây tím tuyết này mọi người. Cây tím tuyết này ra rất là lâu rồi đó, rất là lâu rồi mọi người. Nhưng mà đến nay mọi người thấy cái lượng bông trên cây của nó này, siêu đẹp luôn ha. Rồi, qua bên đây là cây mã lai ha. Trời ơi, cây này cục 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 trùm 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 luôn này mọi người. Siêu đã ha, rất là đã luôn đó, thằng mã lai ha. Đất trồng này 50% là đất này mọi người, 50% còn lại sơ dừa, chậu sống và phân trùng khoai mục. Đây, chất trồng của cái cây tím tuyết đây ha. Đây, chất trồng của cây tím tuyết đây, cũng y chang hai cây hồi nãy thôi. Cây bên này nữa ha. Cây bên này là cây đỏ đôi chồn đôi cáo này, chất trồng cũng y chang hai cây vừa nãy mọi người. Rồi, qua bên đây là cây Adana, đây là giống đổi màu giống mới mọi người. Rất là siêu bông và đẹp ha. Cho mọi người nhìn thấy này, bông của nó này. Cục 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 luôn này, chùm chùm ha. Đó, những cái cây này thì mình đã lên clip thì mình sẽ đều quay cập nhật lại hết nha. Kênh của mình là vậy nha mọi người. Lên clip là cây nào thì quay cập nhật lại sẽ là cây đó nha. Giấy Mỹ này. Đó, đây là cái cây trắng tuyết ha. Trắng tuyết này. Chùm chùm cục cục của mọi người, rất là đẹp ha. Trắng tuyết này nó cũng như cái dòng tím tuyết vậy mọi người, rất là đã ha. Đó, chất trồng này cũng 50% là đất thôi. 50% còn lại sơ dừa, chậu sống, phân chuồng khoai mục. Rồi đây là cây cam cầu vồng này mọi người. Cam cầu vồng hay gọi là cam cá hồi đó mọi người. Cái màu rất là đẹp ha. Phía bên đây là một cây ngũ sắc thái mini ha. Ngũ sắc thái mini rất là đẹp luôn mọi người. Đấy mọi người thấy không? Cái lý do vì sao mình làm cái dòng này thấp ngày nhất đó mọi người. Đó, là bởi vì nó bung bông rất là nhanh ha. Mọi người nhìn này. Mình làm sau cái bọn hoa giấy kia rất là nhiều mà cái tốc độ đóng nụ của nó này siêu nhanh luôn ha. Đến giờ nó được như vậy rồi. Chất trồng này mọi người. 50% là đất ha. Rồi, cùng qua cây bên này. Đây là cây sắc pháo tiếp này mọi người. Không thấy lá luôn ha, rất là đã mọi người. Chùm chùm cục 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 ha. Đây mọi người. Chất trồng đây ha. Chất trồng đây là 50% là đất này, 50% còn lại sơ dừa, trâu sống, phân trùng khoai mục này. Cả nhà thấy không? Đây là một cái gốc mà mình dâm thôi. Mình dâm rồi mình uốn cái thế tào lao gì đây mình cũng không biết nữa mọi người. Quá là ok, quá là đẹp mọi người. Chơi 3-4 năm rồi, cây không hề chết cành bỏ nhánh đâu nha. Mọi người cứ áp dụng chơi theo cái phương pháp của mình nha. Rất là ok luôn. Cả nhà quan tâm thì có thể like và đăng ký kênh của mình này. Chia sẻ những cái video hữu ích về hoa giấy này. Thay chất trồng qua năm thì mình cũng sẽ lên này. Rồi dưỡng lại cây hoa giấy sau khi chơi bông này. Bón phân như thế nào cho nó này. Rồi cách ghép hoa giấy rồi cách trồng phôi hoa giấy ha. Mình sẽ lên hết tất cả những cái gì về hoa giấy mọi người. Rồi chúng ta cùng qua bên đây. Bên đây là những cây hoa giấy ngũ sắc mình tự làm này. Đây mọi người. Đây là cây hoa giấy ngũ sắc Thái, 5 màu của mình ha. Cây này tự làm tại nhà nha mọi người. Đó, mọi người có thể tham khảo cách làm của mình ha. Cây này thì mình đã lên rất là nhiều video về nó rồi. Bao gồm từ cái cách mà dâm cái cành hom hoa giấy Mỹ này mọi người. Cây này là mình tự làm tại nhà ha. Và mình cũng đã lên trên kênh rồi. Cả nhà có thể mở lại xem nha. Đây là một cây hoa giấy giống mới tiếp nha mọi người. Kayata ghép chung với Red Pizza ha mọi người. Đây là bông Kayata này. Đây là bông Red Pizza này mọi người. Cây này thì hôm mình xử lý cho mọi người, mình lên video á, là nó bị đứng bởi thời tiết lạnh ha. Hôm đó thì nó ra bông trúng ngay cái hôm mà bị không khí lạnh. Nó bị đứng ha, mình đã phải xử lý bằng một lần Antonic này. Đó, để cho nó bật mầm lên. Sau đó mình ngưng ngay cái Antonic này, mình chuyển qua phân kích bông của mình ha. Đó, đến nay cả nhà nhìn này. Quá là đẹp luôn nha mọi người. Vẫn là cái cây đó ha. Đất trồng này, 50% là đất này, 50% còn lại sơ dừa, chậu sống, phân trùng hoa mục. Bên đây là một cây hoa giấy hồng gân ha. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cái màu hồng gân này nó như màu hoa anh đào ha, rất là đẹp. Đó. Ở dưới đây là chất trồng này mọi người, 50% là đất ha, 50% còn lại sơ dừa, chậu sống, phân trùng hoa mục này. Quay trở lại cái vấn đề bón phân cho cây hoa giấy trong khi mà nó đang ra bông ha. Cụ thể là bổ sung phân hữu cơ nha mọi người. Thì ở đây mọi người có thể dùng hai phân ha. Thứ nhất đó là phân gà nén này mọi người. Đó, phân gà nén này mọi người có thể rắc dưới gốc cho cây ha.
đắp dưới gốc cho cây và mọi người tưới thì nó sẽ tan chậm, tan từ từ và nó sẽ bổ sung một lượng hữu cơ cho cây, rất là tốt trong cái giai đoạn mà cây đang ra bông như thế này để giúp nó không bị suy kiệt ha. Cái phân thứ hai đó là phân humic. Ở đây thì mình dùng humic bén rễ nha mọi người, bởi vì cái phân này mình thấy khá là ok này. Anh chị cô chú có thể đặt mua giống mình ha. Đó, mọi người lên Shopee mọi người đặt. Còn nếu mọi người không đặt được thì mọi người có thể ra tiệm thuốc bảo vệ thực vật gần nhà, mọi người tìm mua humic, mọi người đọc cái công dụng nó tốt một xíu ha. Mình sẽ ví dụ cho mọi người xem này. Giúp hạ phèn, giảm mặn, giải độc hữu cơ này. Thuốc có các loại hóa chất xử lý ra hoa này, giúp cây trồng mới mau bén rễ, giúp tái tạo bộ rễ sau một vụ thu hoạch này. Đó, giúp phục hồi bộ rễ đã bị hư tổn này. Đấy, mọi người thấy không? Rất là ok vào thời điểm này ha. Mọi người tìm mua những cái loại humic như thế này, mọi người bón cho cây. Bởi vì sao? Khi mà cho bông Tết á, mình đa số là thấy anh chị dùng phương pháp hãm nước là nhiều ha. Phương pháp hãm nước thì nó cho bông rất là sai. Đó, hoặc nếu không dùng phương pháp hãm nước thì dùng một số phương pháp như cắt tỉa bón NPK thì nó cho bông cũng rất là sai nha mọi người. Mọi người mà không bổ sung chất dinh dưỡng cho cây hoa giấy á thì sau khi cho bông Tết nó rất dễ bị chết cành bỏ nhánh nha. Cho nên những cái thời điểm mà cây đang ra bông như thế này, mọi người cắt phân hóa học ở dưới gốc ha, không có bón bất cứ dòng phân hóa học nào cả. Mọi người có thể bổ sung những cái loại hữu cơ như vậy để giúp cho cây nó có chất dinh dưỡng để nuôi cái bông này. Thứ hai nữa, nó cũng sẽ tái tạo lại bộ rễ của mình, nó sẽ làm cho cây hoa giấy sung hơn, mạnh hơn. Và sau khi cho bông, mọi người cắt tỉa, mọi người xả tàn, mọi người dưỡng lại cây nó sẽ dễ hơn ha. Rồi, bên trên thì mình cũng đã chia sẻ kinh nghiệm để giúp mọi người bón phân và chăm sóc cho cây hoa giấy khi mọi người chơi bông Tết và sau khi chơi bông Tết rồi ha. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích thì mọi người cho mình xin một nút like này, một nút đăng ký kênh. Mình sẽ tiếp tục ra những cái video tiếp theo chăm sóc cây hoa giấy sau Tết cho mọi người tham khảo ha. Rồi, mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.